Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc từ Việt Nam phải chơi trên cơ Indonesia Thưa quý vị, nhận định cùng Dinh, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng từ Việt Nam phải mạnh dạn áp đặt thế chủ động trước Indo, tương tự trận thắng Malaysia 3-0. Chiều 15 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp Indonesia ở trận đấu thứ 3 tại vòng bảng AF Cup 2020. Trận thắng Malaysia 3-0 là bước ngoặt để Việt Nam rộng cửa giành vé vào bán kết. Còn trận đụng độ Indonesia là mốc quan trọng để những chiến binh sao vàng hoàn thành mục tiêu giữ vị trí nhất bảng B. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận định Indonesia đang tiến bộ như ông Shin Tuy nhiên, chất lượng cầu thủ và độ gắn kết đội hình của Indonesia vẫn chỉ ở tầm khá tại AF Cup 2020. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam cho rằng thầy trò ông Park Hang-seo tiếp tục chọn cách chơi chủ động và tấn công phủ đầu nhưng có sự thận trọng để tránh sai số. Từ Việt Nam tiến bộ vượt bậc Điều gì động lại dưới góc quan sát của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi tuyển Việt Nam thắng Lào và Malaysia? Không có gì để bàn cho trận thắng 2-0 trước tuyển Lào bởi đối thủ quá yếu, HLV Park chủ động giấu bài, thử nghiệm vị trí và dưỡng sức cho đường đua dài hơi. Do đó cách tuyển Việt Nam đánh bại Lào chưa hẳn thuyết phục nhưng trường đó cũng là đủ rồi. Đến trận Malaysia, Việt Nam thắng áp đảo khi tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Về khách quan, Malaysia bất lợi vì phải xếp đội hình chất vá. Tuy nhiên sự thật, Việt Nam đang vượt hẳn trình độ so với Malaysia rất ít trận đấu đội tuyển cầm bóng chủ động, áp đặt được thế trận cửa trên hoàn toàn trước Malaysia như vậy. Từ Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc sau hành trình ở vòng loại 3 World Cup 2022, các tuyển thủ va phải đối thủ lớn và nhận lấy nhiều bài học. Trong khi đó thứ quý giá nhất Việt Nam thu được là sự kỷ luật khi vận hành hệ thống. Các cầu thủ bị pressing quyết liệt dẫn đến việc phải tăng độ chắc chắn và chính xác khi cầm bóng, chuyền bóng. Các bài vở tấn công phải trực diện, nhanh và chính xác hơn. Từ Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022 chỉ đá ở thế cửa dưới, nhưng trở lại AF Cup 2020 thì là câu chuyện khác. Khi trải qua một loạt trận đấu phải đuổi theo đối thủ, chắc chiêu từng cơ hội cầm bóng. Có lẽ các tuyển thủ nhận ra vị thế của tập thể được xếp cửa trên. Chúng ta trội hơn đối thủ thì cần mạnh dạn áp đặt. Từ Việt Nam phải tiếp tục chơi theo thế trên cơ khi gặp Indo. Các tiền vệ của chúng ta có kỹ thuật hơn, di chuyển cũng đồng bộ, chuẩn xác. Do vậy không khó để thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo đẩy đội hình Indonesia về phần sân của họ. Vấn đề là đội tuyển phải duy trì được áp lực và tạo cơ hội thường xuyên như trận gặp Malaysia. Sau hai trận hàng thủ từ Việt Nam thỉnh thoảng mắc sai lầm, theo huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, vấn đề nằm ở đâu? Đây là sai số trong bóng đá. Các huấn luyện viên luôn tìm cách tối ưu hệ thống phòng ngự cho mỗi trận, nhưng không thể đảm bảo 100% thành công. Điều này phụ thuộc vào sự tập trung của các hậu vệ trong cả trận đấu và các tình huống. Có những pha bóng hàng phòng ngự đánh bất lực vì đối phương quá hay. Hai tình huống cầu thủ Malaysia có cơ hội đối mặt nguyên mạnh là sai lầm của tuyển thủ Việt Nam. Xác suất mắc hai sai lầm trong một trận không phải thảm họa, nhưng hai tình huống đó tương đối cơ bản. Chỉ cần hậu vệ tập trung và quyết đoán là giải quyết được tình hình. Từ vòng loại 3 World Cup 2022, Việt Nam đã trả giá nhiều cho những sai lầm kiểu như vậy huấn luyện viên Park phải tính toán để tiếp tục cải thiện chất lượng phòng ngự. Theo huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, Indonesia mạnh và yếu chỗ nào ở AF Cup 2020? Tôi có xem màn trình diễn của Indonesia từ đầu giải. Họ ghi 9 bàn sau 2 trận là con số ấn tượng. Nhưng Indonesia nhận 3 bàn thua trước đối thủ không quá mạnh, đó là vấn đề của họ. Indonesia đang vận hành hệ thống tương đối linh hoạt. Điểm nhấn trong cách triển khai lối tấn công của thầy trò Shin tae nằm ở hai biên. Cụ thể, Indonesia luôn tìm cách đưa bóng xuống đáy biên, rồi tùy tình huống xử lý tiếp theo, có thể đưa vào vùng cấm hoặc trả ngược tuyến hai. Bài tủ của Indonesia đang là những tình huống tiền đạo cánh kéo bóng xuống đáy biên, rồi trả ngược tuyến hai cho tiền vệ trung tâm. Evan Dimas, Ricky Kambuya dứt điểm. Không thể coi thường những cú sút xa của tiền vệ Indonesia. Áp lực tấn công của Indonesia sẽ dồn vào khoảng giữa của trung vệ lệch phải Duy Mạnh và cầu thủ chạy cánh phải Văn Thanh. Tương tự là khoảng trống giữa Thành Trung hoặc Bùi Tiến Dũng và Hồng Duy. Nhưng đẳng cấp của Việt Nam rất khác so với Campuchia và Lào. Tôi tin rằng hàng thủ chúng ta không bất ngờ với kiểu chơi đó. Chất lượng tuyến giữa của Indonesia không quá mạnh. Hàng thủ của ông Shin tae -yong đã mắc một loạt sai số, đặc biệt ở tình huống đối phương rót bóng bổng ra sau lưng hai trung vệ. Trong về trận đó, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc dự đoán thầy Park sẽ giữ nguyên bộ khung tấn công hay xếp Tiến Linh đá chính trở lại. Nếu tình huống di chuyển linh hoạt và xoay sở tốt trong phạm vi hẹp có thể là chìa khóa giúp Việt Nam giải mã hàng thủ Indo. Tôi nghĩ Công Phượng tiếp tục đá chính Tiến Linh vào sân từ hiệp 2. Tiến Linh vẫn có giá trị khác biệt ở hàng công Việt Nam. Những pha băng cắt và đánh đầu của Linh phù hợp cho giai đoạn nào đó của trận đấu. Còn từ đầu trận Việt Nam cần Công Phượng và Văn Đức để triển khai các miếng đánh nặng yếu tố phối hợp cự ly ngắn đồng thời chủ động kiểm soát quả bóng. Về tầm ảnh hưởng của Quang Hải ở tuyển hiện tại là gì? Không quá khi nói rằng Hải là hạt nhân chủ chốt của lối chơi từ Việt Nam. Trong trận Malaysia, Hải di chuyển rộng, nhưng hoạt động nhiều nhất ở trung lộ, chơi phía sau tiền đạo. Đây là vị trí ưa thích của Hải bởi cậu ấy sẵn sàng lao lên bất ngờ và dứt điểm. Tương tự bàn mở tỷ số và lưới Malaysia. Những nhịp chạm bóng và xử lý của Hải luôn có chất khác biệt. Việt Nam đã áp đảo Malaysia, Do đó, Hải nhận được bóng thường xuyên và có không gian xử lý. Khi đôi chân Hải được thoải mái cầm bóng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì thế, nhiệm vụ của đội tuyển là phải áp đặt được thế trận trước Indo để Hải và Công Phượng có bóng thường xuyên. Rất cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc về cuộc trao đổi. Tin tiếp theo, báo Indonesia, cơ hội để Shin Tae-yong chặn kỷ lục của Park Hang-seo. Thưa quý vị, truyền thông Indonesia đặt niềm tin và thầy trò ông Shin Tae-yong sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam tại vòng bảng AF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có thành tích bất bại trước các đội bóng khu vực Đông Nam Á kể từ khi ông dẫn dắt Việt Nam vào tháng 9 năm 2017. Sau trận thắng Malaysia 3-0, thầy Park bất bại 32 trận với các đội khu vực ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, theo CNN Indonesia, đội tuyển xứ vạn đảo sẽ giành chiến thắng khi hai đội gặp nhau ngày hôm nay. Hồ Liên viên đang có cơ hội chặn kỷ lục của ông Park khi hai đội đụng độ tại Sambishan ở lượt trận tới. Indonesia ngày càng chơi chắc chắn với hai chiến thắng trước Campuchia 4-2 và Lào 5-1, bài viết có đoạn. Truyền thông Indonesia chỉ ra lịch sử đối đầu có lợi cho đội nhà trước tuyển Việt Nam tại các kỳ AFF Cup. Indonesia mới chỉ thua duy nhất một trận trong 8 lần gặp nhau. Trận thua gần nhất diễn ra trong trận tranh hạng 3 năm 1996. Khi ấy, Việt Nam thắng với tỷ số 32. Cựu tuyển thủ Indonesia Dijang Dijang Nujaman cho rằng Shin Tae Yong và học trò có thể giành chiến thắng nếu như biết cách nắm cơ hội. Gặp gỡ Việt Nam là bài kiểm tra thực sự cho Indo. Họ cần chơi kỷ luật và chắc chắn hơn. Nếu thực hiện đúng đấu pháp, Indonesia có thể giành chiến thắng. Nujaman nhận định. Ông Nujaman chỉ ra các cầu thủ Indo cần cải thiện phối hợp ở tuyến giữa đây là điều họ bộc lộ ở hai trận gặp Campuchia và Lào. Dù vậy ông cho rằng lối chơi của đội tuyển dưới thời Xuân Tây ông có nhiều tích cực hơn. Nếu không thể có điểm trước Việt Nam, họ vẫn còn trận cuối gặp Malaysia, đối thủ có phần dễ chơi hơn. Trong khi đó, một bài viết khác trên CNN Indonesia chỉ ra vấn đề các cầu thủ mất tập trung khi bước vào 10 phút cuối hiệp đầu. Trong trận thắng Campuchia 4-2, Indonesia để thùng lưới ở phút 37. Còn ở trận thắng Lào 5-1, họ nhận bàn thua phút 41. Sự lơ là của các cầu thủ Indonesia khi bước vào những phút cuối cần được giải quyết nếu muốn giành kết quả khả quan trước Việt Nam. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tỏ ra nguy hiểm ở những thời điểm quan trọng của trận đấu. Họ thắng Malaysia 3-0, hai trong số 3 bàn đều ghi ở những phút cuối hiệp. CNN Indonesia viết, Trận đầu giữa Việt Nam gặp Indonesia diễn ra lúc 19h30 ngày 15 tháng 12 trên sân Bishan, Singapore. Nếu giành chiến thắng, thầy cho ông Park sẽ sớm giành vé vào bán kết. Tin tiếp theo, tiền đạo châu Âu của đội tuyển Indonesia tuyên bố không muốn hòa từ Việt Nam. Thưa quý vị, Indonesia rất tự tin trước thềm gặp Việt Nam diễn ra vào tối ngày hôm nay, 15 tháng 12, lúc 19 giờ 30 Indonesia chạm trán tuyển Việt Nam trong trận cầu diễn ra vào lúc tối nay. Hai đội đang chia nhau những vị trí top đầu trên bảng xếp hạng bảng B AF Cup 2021. Vậy nên, mà so tài này được dưới mộ điệu hai nước dành một sự quan tâm rất lớn. Đội chiến thắng ở cặp này chính thức có vé vào bán kết. Garuda sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Molana Vickery vì không được câu lạc bộ Senica của Slovakia nhà người. Do đó, trọng trách lĩnh sướng hàng công của đội tuyển được đặt lên vai trung phong cắm William. Mới đây, tỷ đạo từng chơi cho câu lạc bộ Ajax đã có phát biểu cứng như thép để cổ vũ tinh thần đội nhà trước trận gặp Việt Nam. Tôi đã xem trận Việt Nam gặp Malaysia, họ là một tập thể tốt, nhưng chúng tôi sẽ giành kết quả tốt nhất trước. Mục tiêu của Indonesia trước Việt Nam không phải trận hòa, mà tất nhiên là giành chiến thắng để vào bán kết. Các cầu thủ đang ở trong tình trạng tốt và đang hồi phục. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, William chia sẻ. William xuất thân từ đội trẻ Ajax, sau đó sang thi đấu cho đội hạng nhì của Hà Lan, đó là Elmir City. Hai năm gần đây, cầu thủ mang trong mình dòng máu Hà Lan và Indonesia thi đấu cho câu lạc bộ ở xứ Vạn Đảo. Anh nhanh chóng chứng tỏ sự vượt trội bằng những pha xử lý gọn gàng, cơ bản nhưng khá đẳng cấp của một cầu thủ nhiều năm thi đấu tại châu Âu. Vậy nên không quá khi nói William chính là lá bài tẩy huấn luyện viên Shin tae -yong muốn dành tặng Việt Nam trong trận cầu diễn ra lúc 19h30 ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.